Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ chơi server nè. Nhưng mà server này thì Happy có thể tự tổng hát của mình luôn. Nhưng mà hôm nay Happy sẽ chơi đập giường nha. Thì bây giờ Happy sẽ vô cái giường nè. Rồi bây giờ Happy sẽ đi quanh đây. Thì bây giờ Happy sẽ vô map của mấy cái bạn này Happy chơi nha. Map này hả? Map này là map đập giường các bạn ơi. Ôi, chọn màu xanh biển nè. Ok, Happy đã chọn màu xanh biển rồi. Happy sẽ sẵn sàng. Bạn này chọn màu đỏ. Rồi bây giờ Happy sẽ chờ mấy bạn kia vô. Chưa gì hết đã ba người. Hello Hẻo nha. Em này là em Hẻo chứ không phải là em Heo đâu nha. Tại vì nó có dấu hỏi ở trên. Bỏ dấu hỏi là Heo. Nhưng mà tại vì chú áp thêm cái chữ hẹn, thêm dấu hỏi vô nên chỉ Hẻo. Ui, vô trận, đang vô trận các bạn ơi. Nè, cái chữ dưới này, ok. Vô, còn 10 giây để bắt đầu. Có mất này gì, mất gì ngổ nè. À, cái map này nhìn nó kỳ kỳ nhưng mà nó cũng đẹp. Happy chưa có gặp map này. Bây giờ Happy sẽ đi mua kiếm đá. Happy không có chơi kiếm sắt. Kiếm sắt thì để dành vàng. Ok, bây giờ Happy sẽ mua nha, mua gỗ. Happy để dành vàng, đừng Happy mua gỗ trước. Rồi, lắp giường lại xong. Còn dư gỗ có Happy sẽ cất ở trong rương nha. Ai mà đi lại đạp giường Happy á mà không kịp á, Happy còn lắp lại. Quên. Mua đất sét. Đất sét lắp lại nha, cho mấy bạn kia không đạp giường mình được. Rồi xong. Xong đời rồi. Phải mua cây cấp. Happy là Happy đặt. Happy đặt lốt không à. Ở đây, đây bầm. Như ồ lộn thiếu các bạn ơi, buồn quá. Nếu phải mua thêm. Thấy xong bây giờ Happy lắp lem lại. Happy chơi lúc này Happy cũng chọn màu xanh biển hết á. Ây da. Ui, hên. Tưởng nó té té cái là bay luôn. Vẫn chưa đủ lem để lắp nữa. Nên phải đi mua lem tiếp. Rồi, lắp lại. Lắp như đây là đủ an toàn rồi. Ok. Happy thấy như vậy là Happy thấy là chưa có an toàn. Ui đủ luôn. Rồi xong cất đồ vô. Và bây giờ Happy sẽ kiếm sắt. Bây giờ mới mua kiếm sắt được nè. Rồi mua len. Mua len Happy đặt đường Happy đi. Rồi mua đá đánh lửa để chọi. Xong. Bây giờ thì mình xuất phát. Chưa. Quên. Mua cấp. Ủa là mua rèo. Happy sẽ đang đặt lóc chứ có ai đi lại đặt không. Chọn cái đá đánh lửa hết hồn luôn, là té mất đồ luôn, sợ hơi bị uổng luôn á các bạn ơi. Vừa mất cái kiếm sắt, rồi mất cái cục đá đánh lửa, rồi mất cái cấp cái rìu sắt luôn, là mình chỉ còn có cái rìu gỗ với cái cấp gỗ thôi. Tới chứ vậy trời. Ui sắp tới. Ok. Rồi xong, bây giờ Happy sẽ đi lấy ngọc lục bảo. Ui, kim cương. Lấy kim cương luôn, lấy kim cương thì chạy về nhà liền. Chứ không mấy bạn kia quýnh Happy bay luôn. Rồi chạy nha. Happy chạy một đường thẳng mà Happy còn té lên đó. Ở bên đây. Trời, ông này ông ta lại chụp phải nữa chứ. À, nâng cấp kiếm luôn, vừa đủ. Ok, Happy đã nâng cấp kiếm rồi. Và bây giờ Happy sẽ lấy ngọc lục bảo. Lấy ngọc lục bảo đừng Happy mua thuốc tàng hình. Lúc nào Happy chơi Happy cũng phải mua thuốc tàng hình cho nó an toàn. Thấy. Trời ơi, đặt cái gì. Hai viên cũng phải đem về. Happy thấy Happy đặt tốn len quá các bạn ơi. Nên bây giờ Happy sẽ đi về nhà. Happy đi mua len nha. Oh my god. Quá trời sắc luôn. Quá trời sắc luôn. Rồi bây giờ Happy sẽ mua len nha. Happy bị thiếu len nên Happy phải mua chứ. Cái len này để nhà len dưng. Để nhà giáp. Ok, nâng cấp giáp luôn. Wow, nguyên một màu ánh kim cương. Cái này không phải kim cương nha, cái áo giáp da mà màu xanh lam. Các bạn thấy màu lam không? Này, chữ lam này là màu của Happy á. Rồi bây giờ Happy sẽ đi thôi. Ủa sao mấy bạn này nãy giờ không đi ta? Wow.
thể đào được luôn không? Bây giờ Happy đặt lóc lên. Rồi, bây giờ Happy sẽ lấy ngọc lục bảo nha. Oh my god, còn 6 giây nữa. 4, 3, 2, 1, 0. Wow, đây Emerald. Mình đã được cầm Emerald trên tay. Rồi, bây giờ Happy sẽ đi lấy Emerald tiếp. Ok, đây, thấy rồi nè. Ui, chỗ này nhiều ngọc lục bảo thiệt chứ, xịn. Rồi, phóng nhanh về nhà các bạn ơi. Phóng nhanh về liền. Không là mất. Rồi xong hết, nhớ được về luôn rồi. À đây. Nhớ rồi. Đây rồi, đôi giày. Rồi bây giờ Happy sẽ đi về, cuối cùng cũng đã đi về nhà rồi. Đi đừng có sổ leo ra luôn. À, trời ơi, em té. Sao nãy giờ Happy không thấy mấy bạn này đi ta? Ồ, kim cương cả đống luôn. Kỳ này chắc Happy nâng cấp giáp rồi làm gì hụt dịch hết luôn. Happy sẽ làm được. Không phải làm nha, không phải chế tạo mà gọi là mua được á. Happy sẽ mua 2 chai thuốc tàng hình. Tại vì Happy chỉ cần thuốc tàng hình thôi, còn mấy cái thuốc này Happy không có cần. Tàng hình thuốc nhảy cao. Mua được một lọ thuốc nhảy cao luôn. Cái này là phải 5 viên, lần Happy không có 5 viên. Happy sẽ nâng cấp cái này là nâng cấp cấp hay gì á. Rồi bây giờ bỏ kim cương vào và bỏ mấy cái chai thuốc này. Mình chỉ đem theo nhiêu đây thôi nha. Đem theo một lọ thôi là đủ rồi. Rồi bây giờ thì đi thôi nào. Happy sẽ đi qua chỗ bạn xanh lá nha. Bạn xanh lá thì Happy không có biết có nhà hay không nữa. Để kim cương nó đi tí Happy lậm. Tại vì bây giờ Happy phải đi rồi. Mất kim cương thì uổng lắm. Đấy. Đây, bây giờ Happy sẽ đi qua đội xanh xanh lá. Đội xanh lá đi bên nào ta? Cái chỗ này Happy bị mù đường. Happy không có biết đường đi. Ok, đây. Đi qua đội xanh lá thôi nè. Rồi xong luôn các bạn ơi. Cái đường gì kỳ quá, Happy đi không có được. Trời ơi, tức thiệt chứ. Lấy đá, lấy vàng. Ủa không phải lấy đá, lấy hơi sắt. Mua len nè. Để nửa len ở nhà đi. Rồi mua cúp, mua rìu luôn cho xịn. Rồi cắt mấy cái này vô. Quên. Phải mua cái này nữa. Thuốc tàng hình khỏi đem đi. Mất thuốc tàng hình uổng lắm. Có đội nào mà không có nhà không ta? Happy sẽ đi qua một cái đội nào đó. Đội đỏ đã bị băng giường rồi bởi xanh lá. Oh my god. Có bạn. Này thì Oh my god, ghê thế. Ghê quá, thôi không chơi. Chơi rồi đặt lóc lên nữa. Ui, hết hồn, tưởng đâu cái cầu thang. Trời ơi, tưởng đâu cái cầu thang làm cho đi. Hên. Xanh lá bay rồi, nhưng mà chưa có bay luôn. Tại vì bạn nó chưa có banh giường. No. Giường bạn nó kìa. Qua đập luôn. Bạn nó kế banh giường mình. Oh no, sắp banh giường rồi. Chạy về nhà liền. Chạy về nhà. Chạy về giường cơ. Thôi, Happy sẽ đi qua đây nha. Tình hình có vẻ khả quan. Hấy. Mém. Mong là đừng có ở nhà. Ok, không có ở nhà. Mừng quá các bạn ơi. Ở đó nửa bà lóc Happy không có đặt được. Tưởng đâu bạn nó có ở nhà chứ hết hồn hết vía. Bây giờ nha bạn. Rồi, xong. Bây giờ Happy sẽ đi về nhà. Đừng bảo về nhà nha. Còn bảo về giường chứ. Ok, không có ai hết. Dạ. Rồi bây giờ thì mấy bạn nó sẽ bay. Sắp sớm bay rồi. Tại vì mấy bạn nó banh giường rồi. Happy chưa có banh giường.
Ghê chưa, xịn chưa? Lắp có nhiêu đó thôi đó mà mấy bạn còn không lợi đặt nữa. Rồi bây giờ hai bi sẽ chờ mấy bạn nó đi quanh đây. À không, không phải mấy bạn, có đúng một bạn luôn. Rồi bây giờ hai bi sẽ đi về nhà. Đừng có nói bạn tàng hình nha. Bây giờ hai bi sẽ đặt bảy gì cũng được. Nói chung là hai bi đặt bảy đại á. Rồi xong. Bây giờ cất mấy cái đồ này. Uống thuốc nhảy cao nha các bạn ơi. Ok, yeah, Happy Win các bạn ơi. Thắng rồi, Happy chưa banh giường nữa mà Happy thắng rồi. Yeah. Dễ chưa? Thấy Happy ghê chưa các bạn ơi? Yeah, thắng luôn rồi. Wow, Happy đã thắng rồi nha. Có hai người vô, ba người. Sẵn sàng đi. Ok, tăng kiều. Bây giờ mình chờ thêm đủ 16 người là mình mới chơi được. Chứ ai mới biết ai là kẻ sát nhân chứ. Rồi bây giờ Happy chờ với mấy bạn này. Rồi bây giờ Happy sẽ bắt đầu sẵn sàng. Rồi, đang bắt đầu trận nè các bạn ơi. Kìa, có cái dòng chữ bắt đầu trận luôn kìa. Rồi, đang bắt đầu trận. Bây giờ thì đoán xem ai là Inverter. Ủa lòng ai là kẻ sát nhân. Happy mong là Happy là sát nhân đi. Chứ Happy làm dân thường, Happy bay hoài. 2 giây, 1 giây nữa, ok. Oh, Happy làm kẻ sát nhân các bạn ơi. Vui quá. Happy chơi với mấy bạn này cứ đi theo Happy. Đừng có đi theo nha. Đừng có đi theo nha bạn. Mày không có làm gì đâu. Mấy bạn này Happy cầm cây cung đi. Cầm cây cung cho mấy bạn này. Đừng có nghi Happy là anh Potter ha. Còn Happy là kẻ sát nhân. Lụm vàng. Lụm tiền. Wow. Quân 2 có tiệm kem nữa kìa. Đẹp quá, trang trí sao đẹp không. Còn cái đó là ngọc Luli. Bây giờ Happy sẽ đi tìm vàng. Đi tìm vàng đứng. Ui, ở trong mỏ có vàng. Ui, đầy vàng luôn các bạn ơi, xịn. Hỏi có cái cấp, Happy vô đây Happy đào luôn. Hai cục vàng. Không ai được lấy. Ý, lấy rồi, Happy lấy vàng rồi. Để coi trong này. 8. Thêm 2 cục vàng nữa là đủ vàng rồi. Không cho ai biết Happy là Happy là Inverter. Rồi Happy vô đây Happy đứng. Đấy, không ai biết hết. Đấy, bé con. Yeah, Happy đã thắng rồi các bạn ơi, xịn chưa? Trời ơi, sao mà ít người quá vậy? Happy quýnh có mấy người thôi là Happy thắng rồi, ghê chưa? Rồi, bây giờ Happy sẽ chờ mấy bạn này sẵn sàng hết. Chừng Happy bắt đầu nha. Rồi, bây giờ Happy sẽ bắt đầu nha. Như đây là đủ rồi, như đây là được rồi. Đúng rồi, được rồi. Ôi, ở dưới đây mà chiếu xuống đây luôn. Cái sàn luôn. Mà không thấy Happy. Rồi, bắt cô lên đây. Quý. Hí. Ây da. Ôi trời ơi, tức gì chứ. Làm dân thường. Trốn vô đây trốn các bạn ơi. Nhưng mà Happy cũng phải tìm kẻ sát nhân nữa chứ. Ôi cái gì kìa. Cái gì vậy. À cái cây rờn hả. Cái đờn chứ không có gì hết. Rồi, bây giờ Happy đi trốn. Happy trốn các bạn ơi, trốn kẻ sát nhân. Trốn chung là bay chùm á. Cái bồn tắm nè, wow, rộng, rất là rộng. Oh no. Trời ơi, mình không thấy bạn nó cầm kiếm luôn á. Bạn nó cầm cây cung, tưởng nó cầm cây cung chứ ai nhẹ. Happy nằm ở dưới đây luôn. Ôi, cái giường nè. Bây giờ Happy đi theo anh Potter thử. Đây. Kẻ sát nhân. Đây, bạn này là kẻ sát nhân nè. Phải không ta? Không phải hả ta? Chứ Happy cũng mấy kẻ sát nhân là ai nữa. Không, bạn nào phải. Bạn nào phải. Bạn này hình như là bạn này nè. Bắn ai vậy? Tưởng nó bắn Happy chứ tưởng là bạn nó thấy Happy. Happy bay rồi. Sao mà thấy Happy? Yeah, bạn đã thắng. Đây, em bóc tờ đây. Wow, bạn giỏi quá bạn ơi. Từ rồi còn đứng nó quýnh bạn này nữa. Wow, thắng rồi.
Rồi, dân thường tụi mình đã thắng, của anh Potter đã thua rồi. Còn bây giờ chờ thêm nữa 8. Rồi, bây giờ Harry sẽ bắt đầu trận. Ôi, trời ơi, làm dân thường nữa mé. Harry định đi bắt cua, cái làm dân thường. Bây giờ Harry sẽ đi bắt cua, định đi trốn sát nhân. Sao mấy bạn này cứ đi theo? Lương mở được, wow, xịn. Đi xuống đây có gì không? Có vàng, wow, lấy vàng. Mấy bạn này có bán Happy nha, Happy là dân thường đấy. Happy là dân thường à. Không phải Happy đâu, đừng lo nha. Đừng lo. Oh my god, tiệm bán đồ chơi. Wow, bán cho Happy một con. Này là, cái bình thủy tinh á, nhưng mà bỏ nước đi, bỏ cái gì á. Bỏ này là cái cục đi học chữ á. Một vàng, một lọ thuốc. Thuốc bí ẩn hả? Thuốc bí ẩn, muốn thử coi thuốc gì. Lúc nào Happy uống vô, Happy cũng đi chậm 10 giây hết á. Vậy mới tức. Rồi, lỗ thuốc bị lỗi rồi các bạn ơi. Lúc nào cũng bị chậm 10 giây á. Gì vậy sao chạy, gặp Happy cái chạy. Happy đâu phải kéo sát nhân đâu mà chạy, đúng không các bạn? Thấy không? Vậy cũng chạy. Bắt cua lên được luôn. Happy đứng lên cái cây đuốc. Cây đuốc có gì xíu. Nhà nấm. Oh my god, bạn này bay rồi. No Happy nghe, không phải Happy. Không phải Happy nghe, đừng có bắn Happy nghe. Biết vậy Happy đi trước đi cho mấy bạn nữa, đừng có nghi Happy lệnh motor chứ. Hay thiệt, người khác vính lại nó bay. Nằm một chỗ Happy lại, Happy thấy, Happy giới thiệu cho các bạn. Tự nhiên đi lại đó cái mấy bạn đi lại đó cái thấy Happy, cái Happy cái sợ cái chạy luôn. Gì vậy, Happy không phải anh motor đâu mà chạy. Ôi, bạn nào mà đi không? À, uống thuốc tàng hình chứ gì. Trời. Lạ, phải bị tưởng gì. Ui, bánh nè, wow, tìm ăn bánh. Bánh gì cũng có luôn, cà phê, bánh chấm cà phê. Bạn đã thắng. Wow, bạn đã thắng rồi. Là Happy thắng đó các bạn, không phải Happy. Mà bạn kia đó, các bạn màu hồng hồng đó. Là bạn đã thắng, tại vì bạn đã làm người... Người đã cho anh Potter bay. Sẵn sàng nha mấy bạn ơi. Hello Hẻo nghe, Hẻo vô chơi chung luôn đi Hẻo. Buồn Hẻo quá, Hẻo không chơi chung. Là bắt cua, hồi đó hay bị bắt cua là hay bị té. Này hai cái chỗ này là tù nó. Tờ trang trên trắng tờ lưa luôn. Oh my god, lava các bạn ơi. Bạn này là anh Potter đúng không? Đúng không? Happy nghĩ gì vậy? Happy cũng biết. Bây giờ Happy đi lượm vàng. Vàng đâu ta? Để Happy tìm vàng cái coi. Vàng ở đâu cho được? Sao vàng nó không xuất hiện? Như chỗ Happy mà nó xuất hiện đâu đây không? Mình phải bắt cua chứ sao là mình bay. Nghĩ xuống mấy cái hố đen đen là mình bay á. Trời ơi, xương quá. Đầu ơi, gì vậy, hết hồn. Trời ơi, chơi kỳ bạn. Đang đi bắt. Rồi đây, bạn này. Hello, bạn chơi quýnh tay không luôn. Đây nè. Ui, đúng rồi, chạy đi. Chạy ngay đi, trước khi kẻ sát nhân quýnh bạn. Trước khi bạn bị bay. Oh my god. Hình như bạn này là, đây. Bây giờ mình tìm, mình đi theo bạn khác. Đây. Ui. Ở đây có lỗ tàng hình đó, trời ơi. Happy không biết luôn á, làm Happy bắt mỏi chân luôn. Hello. Bạn này phải motor không nè? Phải cảnh sát nhân không nè? Ai biết? Thuốc bí ẩn. Bây giờ Happy còn biết mấy bạn này trốn đâu nữa. Bây giờ Happy tìm. Giờ bạn này đi ở đây trốn. Ít người quá chơi không có vui. Nhiều người chết mới vui. Để mình đi theo mấy bạn khác. Bạn này là dây trò thường, dân thường. Đây, anh bóc tờ thắng. Cái sát nhân thắng rồi, bạn này thắng. Wow, hay quá. Đánh loạn xạ luôn. Vô lâu quá các bạn ơi. Bây giờ Happy phải chờ, ok, vô được rồi. Yeah, vô rồi. Ê, anh bóc tờ. Kẻ sát nhân. Bởi ly. Vai trò thám tử, wow. Thám tử Happy có cái cung nè. Wow. Vui, Happy không có nhảy xuống đây là bay đó. Bây giờ Happy sẽ đi tìm cung của Happy.
bay nè, mũi tên chứ nhận không có đẩy xuống được, cái cung cũng không đẩy được nữa. Ồ, lỡ một cục vũ hàng là có thêm mũi tên. Ôi xịn, xịn thế. Mình phải làm này không ta? Bạn nó chạy đằng phải rồi ta. Cái gì vậy? Sao vô đây đứng? Đứng rồi nó bay mà luôn. Rồi bạn này bay rồi. Oh no. À trời ơi, muốn đuổi thừa AB hả? Bây giờ AB sẽ đi tìm. Tìm có ai là kẻ sát nhân. Ai là kẻ sát nhân vậy? Đi ra đây. Ôi cái chỗ này là cái chỗ gì đẹp quá tuyết hả? Ai biết. Wow, cây gì vậy? Cây dừa. Wow, cái này gì ai biết đâu. Wow, cái này gì vậy? Wow, cánh cổng địa ngục. Không phải cánh cổng mà địa ngục. Hồi nãy giờ nói nhiều quá, bây giờ mình phải đi tìm. Tìm coi ai là cái xác nhân. Rồi, ai biết có 10. 10 mũi tên luôn, 13 luôn, 14 luôn. No, không phải AB. Sao mà bắn AB, trời ơi. Tại sao mà đi lại bắn AB? Trời ơi, AB nó phải lên mục tiêu. AB được làm thám tử vui quá trời luôn mà tự nhiên mà đi bắn mình. Và nếu như mà các bạn thích clip này thì hãy nhớ like và share cho AB nha. Và muốn AB chơi nhiều trò hơn thì nhớ like và share cho mình luôn nha. Giờ thì bye 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 các bạn nha. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.